Xin chào quý giả của đài FPT. Nhân dịp xuân về, con buổi trung đạo, khiến trung bà và ba mẹ và con bác về dẹo, mùa năm mang gan vững. Bye, see you later. Happy New Year! Một em bé 5 tuổi của giáo xứ Thánh Giuse đã chúc tuổi đến ông bà, cha mẹ, cô bác và anh chị em, cũng như kính gửi đến quý khán giả những hình ảnh sinh hoạt mừng xuân Nhâm Thìn của giáo xứ Thánh Giuse tại Charlotte, tiểu bang North Carolina. Sáng nay, lúc 10 giờ 30 ngày 22 tháng 1 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch. Mở đầu thánh lễ đầu năm, cha xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị gửi đến toàn thể giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ như sau. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Trong cái tâm tình ngày xuân, ngày đầu xuân chúng ta cùng về đây để dâng thánh lễ này tạ ơn Chúa và cầu cho năm mới của chúng ta được tràn đầy hồng phúc mà Chúa ban cho cuộc sống của mình. Và trong cái ngày vui này, đặc biệt chúng ta có được là cha Michael Bertner, cha là cha quản hạt của hạt Winston-Salem. Ngày xưa là cha xứ của tôi là cha phó của ngài trước khi tôi về đây. Hôm nay ngài đến đây để cùng chúng ta dâng thánh lễ đầu xuân. Chúng ta cùng nhau cho một tràng pháo tay chào đón cha Michael. Sau phần thánh lễ, ban tổ chức đã nói lên ý nghĩa của ngày mừng xuân. Mặc dù sống ở tha phương, nhưng vẫn giữ những tập tục, văn hóa cổ truyền của cha ông để lại. Từ khắp nẻo đường Việt Nam, đa số chúng ta không mấy người đã biết nhau. Nhưng rồi Chúa đã an bài để chúng ta được gặp gỡ và trở nên một cộng đoàn, một giáo xứ. Để mở đầu cho nghi thức mừng xuân của giáo xứ, xin kính mời ông Gioan Bautista Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, lên chúc Tết cha Thánh xứ, cha Michael và cộng đoàn. Đứng trước thềm năm mới, mọi người đang hân hoan đón mừng xuân. Con xin đại diện cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse, quý vị trong các hội đồng, quý vị trong các ban ngành đoàn thể, quý ông bà và các anh, các chị, các cháu nhỏ, kính chúc cha một năm mới tràn đầy ơn Chúa, hồn an xác mạnh. Xin cha ban phép lành đầu năm mới cho chúng con. Xin cảm ơn cha và toàn thể quý ông bà và anh chị em. Mời cha Thánh xứ chúc Tết cộng đoàn giáo xứ. Ngày xuân quả thật là một ngày rất là vui nhộn cho tất cả mọi người chúng ta. Có lẽ nó vui hơn hồi xưa nữa ở Việt Nam là tại vì mỗi ngày xuân, ngày đầu năm đó, mỗi người chúng ta đều được thêm một tuổi nữa. Sang Mỹ nghe nói thêm một tuổi nữa cũng không khoái cho lắm, nhưng mà ở Việt Nam ngày xưa đó thích lắm. Mỗi một năm thì chúng ta được thêm một tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật chung cho tất cả. Vậy tôi xin cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta, thứ nhất một năm mới này luôn luôn có được một cái sức khỏe cho tốt. Cái thứ hai nữa, trong cuộc sống gia đình của chúng ta luôn luôn sống trong tình yêu thương đầm ấm, cuộc sống sinh hoạt, công ăn việc làm được trôi chảy. Và trong năm mới này, cho dù chúng ta gặp một hoàn cảnh nào, tôi cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta là hãy biết đến với Chúa Giêsu. Bất cứ chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, hãy biết đến với Chúa Giêsu. Chúa là nguồn an ủi cho mỗi người chúng ta, là nguồn bình an. Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Một lần nữa, năm mới này tôi xin cầu chúc cho tất cả chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng. Và cũng nhân dịp đầu năm, thay mặt cho giáo xứ Thánh Giuse, tôi xin cầu chúc cho tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta ở trên toàn thế giới được hưởng một mùa xuân tươi vui, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Sau thánh lễ, mọi người đã xuống lều tham dự hội chợ Tết. Có thể nói, đây là lần đầu tiên kể từ sau 37 năm xa xứ. Người Việt Công giáo giáo xứ Thánh Giuse tại Charlotte
tổ chức một hội chợ đã thu hút trên cả ngàn người, kể cả người bản xứ cũng đến chung vui mừng xuân Nhâm Thìn. Cha xứ cũng như hội đồng mục vụ rất phấn khởi, mặc dù rất tốn kém về mặt tổ chức, nhưng đã mang lại niềm hân hoan, vui mừng cho mọi người trong ngày đầu năm, để quên đi nỗi buồn xa xứ, xa thân nhân còn lại trên quê hương. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình từ Charlotte, tiểu bang North Carolina, và cũng không quên kính chúc quý khán giả khắp nơi một năm mới an khang, mọi sự như ý.